qua những điều nhảy thật là hay nhất và những điều muốn lòng bồng thật là ý nghĩa nhất để cùng chúc mừng chàng nam trường trẻ được không ạ? Và ngay giây phút này, xin mời quý vị chúng ta đã bắt chút thời gian của mình trở về với sân khấu của quầy vui được không ạ? Oh no.